Bạn nha, đây là cái cách làm bánh đa ở quê. Đó. Một tí vừng, một tí bột à, đây bột à, bột nếp à, mưa à, bột gạo à. Đây là vừng này, được được phơi khô này. Đấy. Đấy. Hay không? Đây trong kênh YouTube Bí chứ, trên mạng cũng được. À. Ngày xưa là mình muốn làm như thế này này. Hồi mà nhỏ nhỏ mày hay làm ấy. Thì cứ đói bụng là vào là mần cấy là chén. Nhưng mà anh có 90 ấy. 9 hè. 9 hơi nè. Cái đòi nó chứ bị hiểm nè. Chứ không có nữa mà nè. Nếu mà có đòi nó thành hắn trơn nè. Ai chưa à, rồi là nặng lên là phơi là khô. Một cái này là chín lắm này mới 2.000 đồng một cái thế này bạn này. Ăn với thịt dê, ăn với hến này. Ăn toàn là làm thủ công. Rất là sạch sẽ. Ăn bao nhiêu vừng quả cũng ngon hả? Vừa phải hả? Ngay hả? Vừng có dâu nữa hả? Đó. Nghề làm bánh đa. Ai mà muốn học nghề thì về đấy mình sẽ nhờ cầu mưa chuyển 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 công thức cho các bạn. À. Đấy. Vẫn đón mưa, vẫn báo như cái là chính xác luôn nè, đều hè. Nói như mình thủ công mình vẫn đều nhất hè. Mình mãi thì sản lượng nhiều nhưng mà cái gì mình hay hết, chất lượng hết. Ở trong nhà cho chủ hiền chủ hiệp cái mình luôn mãi đó. Hay là à, chủ Vinh mình gì hơn là hè à, đẹp không? Mình làm bánh đa thủ công. Mày giấy. Mày giấy. Một, hai, đây, chục giấy. Cái bàn này cái hới à. Cái hới đỏ đỏ cái hới mà. Đỏ màu. Mà đời lên thì lâu. Đấy, ai mà chưa biết làm thì đến đây hoặc là nhìn trên màn hình mà học theo nha. Cái vài nữa chứ cũng lâu đời hè. Cái đồ thôi khi là mấy chục năm thôi cả cổ cái vài nữa hè. Hay hè. Một ngày được cái này kệ mưa. Hết bột đấy thôi. 500 cây luôn. Wow. Cái này cũng phải 2 người mới được hả? Chứ 1 người cũng hơi mệt hả? Đúng không? Ở trong miền Nam thì họ bỏ thêm cả cái bà dưa hay cái chí ấy. Nhưng mà cái kiểu gò thì khác. Mà hành hành bánh màu vàng. Chứ không phải là màu màu đi. Hay rồi. Đây gò sản xuất ra thì mình. Gò của nhà luôn hả? Ra mà họ cũng có cái khuôn mà mình giống như nhỏ như cô đỡ luôn nghe. Nhỏ đi tí ấy. Ờ, tức là họ hay bán cua đớ đó. Cá. Tức là về họ cắt cái gì? Về đi học cá. Sao cái sẹo đi mình nữa hè? Nó trắng to. Ờ, To trắng to. Cho lời hè. Trắng bánh to cho Trắng trắng to đi ăn lời hơn.
Ok, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn. Đấy.